Sáng ngày 15 tháng 1, Trung tâm Chính trị quận tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 72. Tới dự có đồng chí Phạm Quang Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 72 có 106 quần chúng ưu tú từ 18 đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 14 học viên là đoàn viên thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ, 3 đoàn viên ưu tú là học sinh trung học phổ thông. Các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề, bao gồm 5 chuyên đề được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn cập nhật, chỉnh lý bổ sung theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các học viên đều có thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành nội quy của lớp học, tích cực tham gia thảo luận trên lớp, viết bài thu hoạch thể hiện rõ nhận thức liên hệ với công việc của các học viên đang đảm nhiệm. Đây là cơ sở để các học viên nhận thức đúng đắn, tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn học tập công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 62 học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 58,4%, 44 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 41,6%. Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị quận đã quyết định khen thưởng 11 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.